mình là ngày đang đi học học về gặp cho choi này, cho choi bốc đầu đua xe kia. Đây mình lên mình hỏi nhá, hỏi đây cho mày. Mày đi từ ai đi đâu rồi? Sao lại phóng cái gì? Lên xe cái gì vậy? Lên xe A219. Mày đi đâu phóng cái gì? Em đi dạo phố mà. Biết bốc đầu không? Không à, thế đi đâu rồi? Đi đâu à? Ai đi đâu? Có gì phóng chạy gì? Em à. Mày biết ai không? Anh không? Anh không thấy anh hả? À, đúng rồi. Đúng không? Làm thế không? Làm gì đâu, lên. Lên. Có xe gì? Quay A 110. Đây là tháo lọc gió nhá. Tháo lọc gió. Đâu? Đây, em tháo cái ra là kêu mày bật lên cho em nghe cái nghe này. Đấy. Nghe như 54. Cái này đóng là lên được bao nhiêu à? Số 2 lên được 75. 75. Số 3 lên 100. Rồi. Đấy, anh vòng qua xe anh đổ bốc đầu rồi. Đây. Bị bắt này, xích cổ rồi. Xe này là Gojin 29. Có gì nào đi em. Mình đi hỏi các em xem nha. Test xem còn quên lọc gió anh em không nhá.